Cái mà tôi muốn nói ở đây nhất đó chính là thuốc lá điện tử. Cái này không phải riêng ở địa bàn thị xã chúng ta mà trên cả nước là một cái hiện trạng đang rất là nhức nhối. Đây là một loại đáng báo động ở lứa tuổi sử dụng, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh. Và cái lượng mà người sử dụng cái thuốc lá điện tử này thì không có xu hướng giảm mà nó ở xu hướng tăng. Thì ở trong những năm vừa qua thì những cái trường hợp mà học sinh bị ngộ độc vì thuốc lá điện tử này diễn ra rất là nhiều và thường xuyên. Thì có nhiều trường hợp thì sau khi được cấp cứu vẫn không qua khỏi và đã tử vong liên quan đến thuốc lá điện tử này. Đâu ngộ độc như thế này. Thì để thu hút việc mà người sử dụng mua được cái loại thuốc lá điện tử này về sử dụng để thu lợi nhuận, thì các đối tượng mua bán thì thường đã có nhiều chiến thuật tinh vi, ví dụ như là đánh vào tâm lý giới trẻ, hoặc là có những cái chiêu trò, những cái nội dung mà không đúng thực tế. Ví dụ thì các đối tượng hiện nay thì cái loại này thì bán trên mạng Facebook rất là nhiều, thì các đối tượng đã đăng rằng là khi sử dụng thuốc lá điện tử thì có thể cai nghiện thuốc lá truyền thống, thuốc lá thông thường và không có hại sức khỏe. Trong thuốc lá điện tử thì không có chất nicotine và đây là sản phẩm vô hại. Thì ngoài ra thì các đối tượng còn thiết kế cái thuốc lá điện tử này với nhiều hình dạng rất là bắt mắt, sang trọng và dễ cất giấu, cất giữ, khó bị phát hiện. Ở lứa tuổi học sinh chúng ta đây mà khi sử dụng thuốc lá điện tử hay thuốc lá truyền thống thì tôi chắc rằng thì thầy cô giáo thì không ai cho phép cả, và gia đình cũng không ai cho phép. Thì các đối tượng cũng biết cái tâm lý này chứ. Thì các đối tượng sản xuất cái thuốc lá điện tử này với nhiều mẫu mã và hình dáng rất là nhỏ gọn, thậm chí là bằng một cái USB mà chúng ta hay sử dụng đó, để dễ cất giữ, dễ cất giấu, nhằm qua mặt thầy cô giáo, qua mặt nhà trường, qua mặt gia đình. Em vừa em gõ mạng mới biết thuốc lá điện tử chứ đâu biết đâu, nó kiểu USB chuẩn bị làm sử đó thầy. Thì cái này thì cái thuốc lá điện tử này là một cái thiết bị chạy bằng pin hoặc là sạc điện và hoạt động là làm bằng cách là nóng dung dịch chất lỏng thường chứa chất nicotine và biến dung dịch này thành hơi để người sử dụng là hút vào cơ thể. Thì tôi cũng trao đổi thêm với các em thì hiện tại thì các đối tượng thì rêu rao cái này thì có thể là cai nghiện thuốc lá thông thường và không chứa chất nicotine, nhưng trên thực tế thì chưa có một tổ chức y tế thế giới nào dám khẳng định cái điều này. Và qua những cái cuộc nghiên cứu khoa học, những cái công trình nghiên cứu khoa học thì các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng thì trong thuốc lá điện tử thì cái thành phần các chất hóa học và các chất là nguyên nhân tác nhân gây ung thư lên cơ thể con người và nó chiếm là nhiều hơn thuốc lá truyền thống và thuốc lá thông thường. Cái lượng nicotine ở trong cái thuốc lá điện tử này có thể là gấp 2 đến 3 lần hoặc là nhiều hơn thuốc lá thông thường. Mà tại sao các đối tượng lại rêu rao là cái này không có độc hại và có thể cai nghiện thuốc lá? Tại vì các đối tượng là muốn lợi dụng cái tâm lý của học sinh chúng ta đây, thích đua đòi, thích thể hiện. Ra đường rồi bị bạn bè kêu mày không hút cái này thì mày không phải danh sành điệu, mày không đáng chơi với tao, thế là bị kích thích, là bị mua. Thì năm trước thì tôi đã làm việc với một trường cấp 2 trên địa bàn thị xã chúng ta, một nhóm em học sinh lớp 6, lớp 7 đã mua cái thuốc lá điện tử này về sử dụng, bị nhà trường phát hiện và đã trao đổi với cơ quan chức năng. Thì thật ra thì cái này nó không cấm các em, cái thuốc lá điện tử thì không có cấm, nó không nằm trong danh mục cấm. Tuy nhiên thì nó độc hại hơn thuốc lá thông thường. Và hiện nay thì cái thực trạng này, các đối tượng về ma túy thì lợi dụng cái việc này để pha trộn các chất ma túy và thuốc lá điện tử để bán cho người sử dụng. Và khi sử dụng những cái thuốc lá điện tử mà có pha chất ma túy này vào thì tác hại của nó đối với cơ thể chúng ta thì tương tự và chẳng khác nào chất ma túy. Cái này là tôi không có nói thêm để tôi ngăn chặn các em, mà thực tế thì trên địa bàn cả nước thì đã phát hiện rất là nhiều vụ và đã tiến hành là khởi tố theo quy định